Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, ngày hôm nay tớ sẽ tổng hợp lại những chiếc laptop gaming, những chiếc laptop đồ họa, những chiếc laptop có thể dựng video 4K trong tầm tiền các bạn đầu tư từ 30 đến 40 triệu đồng. Đây là những chiếc máy có cấu hình mạnh nhất và đáng mua năm 2021 các bạn ạ. Đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn ngày hôm nay đó là chiếc Asus Renfrew GA502. Chiếc máy này vừa mới ngày hôm qua tới trải nghiệm thôi. Nhưng phải nói đây chắc chắn là một trong những chiếc máy mạnh nhất trong cái phân khúc Ultrabook, mỏng nhẹ, sang trọng với vỏ hợp kim nhôm. Trang bị chip cực kỳ khỏe luôn, AMD Ryzen 9 5900HS các bạn ạ. Con này có đến 8 lõi 16 luồng. Và đặc biệt Vega của máy là RTX 3070 8GB, màn hình 165Hz 2K. Tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100%, giá bán chưa đến 40 triệu đồng. Thì đây tớ khẳng định cho các bạn là một chiếc máy hiệu năng cực kỳ tuyệt vời, mỏng nhẹ sang trọng và cần chín rồi. Mang đi mang lại bất cứ đâu. Vâng, mời các bạn tham khảo ngay chiếc máy này bây giờ qua video đánh giá của mình. Các bạn ơi, nhìn chiếc máy cực kỳ sang trọng các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là những cái lát cắt diamond cực kỳ chính xác, những chi tiết cực kỳ tinh xảo. Các bạn thấy là nó có ống ánh 3D luôn. Trọng lượng của chiếc máy chỉ 1,9 kg các bạn ạ. Đây được mệnh danh là một trong chiếc máy có hiệu năng tốt nhất, máy mỏng nhẹ nhất tại thời điểm hiện tại. Phản nhiệt các bạn nhìn thấy là thiết kế cực kỳ gọi là tinh xảo luôn, cực kỳ thể thao luôn. Đây là bản lề các bạn nhé. Đằng sau thì không bố trí bất kỳ cổng gì. Và các bạn thấy là cái phần mạ chrome này, Asus ROG. Đẹp nhỉ, các bạn nhìn này, ống ánh rất đẹp luôn. Ở bên này chúng ta sẽ vẫn còn một hốc tản nhiệt nữa các bạn ạ, một cổng USB và đầu đục thẻ mini SD, lỗ khóa của máy này. Đằng trước các bạn thấy là cũng không bố trí bất kỳ cổng gì cả, chỉ có hai hốc loa ở đây. Bên này thêm một hốc tản nhiệt nữa các bạn ạ, có cổng sạc, cổng HDMI, cổng LAN. Ui chào ơi các bạn ơi, nó có hai cổng USB Type-C và có cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 các bạn kết nối âm thanh. Tất cả các cổng hầu như bố trí hết ở bên tay trái như này. Chiếc máy có đến 4 hốc tản nhiệt bên ngoài. Thực ra nếu mà thiết kế như này nó mà thổi hơi nóng ra thì khá khó chịu nếu mà mùa hè. Hai hốc ở đây và hai hốc bên sườn. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy ra đằng sau và đẩy ra bên cạnh như này. Hốc loa đây. Thông tin chiếc máy nó sẽ có ở đây hết các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn thì tớ đang test qua phần mềm Full Max các bạn ạ. Đây các bạn thấy là GPU 1 đó là con CPU 71 độ C và GPU 2 đó là GPU cảm hình rời 76 độ C. Với một chiếc máy cực kỳ khủng, mỏng nhẹ này thì hiệu năng tản nhiệt làm mát như này cũng là quá là tuyệt vời rồi. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang test qua phần mềm Cbem 15G. Các bạn thấy là hiệu năng render của nó là quá là khủng khiếp luôn. Này, 8 lõi 16 luồng. CPU càng khỏe, càng nhiều lõi càng nhiều luồng, render cực kỳ khủng. 2137. Đây là một trong những chiếc máy có CPU mạnh nhất tại thời điểm hiện tại. Kinh khủng khiếp. Các bạn thấy là NVIDIA GeForce RTX 3070. Với dòng RTX 3070 thì kiến trúc hoàn toàn mới đó là kiến trúc Ampere. Nó sẽ có hai lõi là lõi Ray Tracing và lõi Tensor, đó là trí tuệ nhân tạo các bạn ạ. Hỗ trợ các bạn làm đồ họa và chơi game tốt hơn. Đây các bạn thấy là đồ họa mô phỏng nó chạy cực kỳ mượt luôn. Đây các bạn thấy là điểm FPS của nó là 132,19 FPS. Quá nhanh luôn các bạn ạ. 1, 2, 3. Vâng thưa các bạn thì mình đang thử test với bản Adobe Premiere 2020 dựng video 4K chiếc máy này. Với CPU cực kỳ khủng và Vega cực kỳ khủng thì các bạn yên tâm là render nó sẽ cực kỳ nhanh. Các bạn có thể thấy là với 17 giây thì chúng ta đã xong một đoạn video 1 phút 3 giây và thêm rất nhiều ứng với độ phân giải 4K. Nói chung thì với các YouTuber cũng như các bạn làm phim thì dựng trên chiếc máy này thì thoải mái luôn. Đặc biệt là trọng lượng máy chỉ có 1,9 kg thì các bạn có thể di chuyển và đi làm bất cứ đâu. Vâng thưa các bạn, là tớ đang test từ game Red Dead. Đây là một game offline cực kỳ lặng. Dung lượng để cài game này lên đến 130GB các bạn ạ. Kinh khủng, 130GB cho game. Với tần số quét ở đây chúng ta thì thấy là 165Hz. Nó rất ok khi chúng ta chơi game. Và đặc biệt là màn hình 2K, rất đẹp. Các bạn thấy là khi chúng ta chơi game thì nhiệt độ của nó sẽ dao động khoảng mức trên 70 độ C. Một nhiệt độ cũng hoàn toàn đáp ứng tốt các tiêu chí để các bạn có thể chơi một tựa game nặng như này. Các bạn thấy là cấu hình khủng như này mà FPS chúng ta chơi game này mà mình đang cài đặt mức Ultra mạnh nhất thì nó ở mức khoảng từ 40 đến 50. Và với hiệu ứng Ray Tracing thì các bạn có thể nhìn thấy này, tác vụ về hình ảnh nó sẽ đẹp hơn. Các hiệu ứng về đổ bóng rồi ánh sáng
Đây các bạn nhìn này, ray tracing. Các bạn nên nhớ là với dòng Vega này nó có thêm một lõi tensor nữa, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, chiếc thứ hai đến từ thương hiệu đến từ nước Mỹ các bạn, đó là chiếc Dell Alienware M15R5. Phải nói là AMD mấy năm trở lại đây khủng quá các bạn ạ, giá lại rẻ. Một chiếc máy cũng được trang bị cấu hình tương tự như em này, nhưng RTX nhỏ một chút, đó là 3060. Bởi vì Alienware nó là một cái thương hiệu cực kỳ lớn, giá bán bao giờ cũng chát hơn. Cũng được trang bị chip Ryzen, nhưng con này có 5800 thôi. Đó, với khả năng cải tiến, nâng cấp RAM tối đa 64GB RAM, cũng mỏng nhẹ sang trọng, nhưng em này có trọng lượng lên đến sấp xỉ 3kg, thì nặng hơn so với em Asus ROG Vivos này. Nhưng thiết kế đặc trưng của dòng Alienware với khả năng tản nhiệt mà mình thấy tốt hơn nhiều so với dòng sản phẩm đời cũ, với chất lượng màn hình cũng cực kỳ ok, cũng là 165Hz nhưng chỉ có Full HD thôi, giá đắt hơn, được cái thương hiệu Mỹ. Các bạn sẽ xem bài đánh giá của mình ngay sau đây, hiệu năng của nó cực kỳ tuyệt vời, mời quý vị các bạn đón xem nhé. Vâng thưa các bạn, nếu mà nhìn mà thiết kế bên ngoài này chúng ta sẽ thấy là giống các phiên bản trước đó các bạn ạ. Vỏ máy bằng hợp kim nhôm Mazue cấu tạo lên chiếc máy với 2,45kg chưa kể sạc các bạn nhé. Tông màu đen, có dễ bám vân tay không? Các bạn thấy là chống bám vân tay khá là tốt. Các bạn nhìn thấy chữ M15 này, đó, logo Alienware quen thuộc đây. Tính bật lửa lên thì chiếc logo này nó sẽ sáng lên. Và trục bản lề quen thuộc của Alienware, kiểu trục dài như này, cực kỳ chắc chắn này. Các bạn thấy là tản nhiệt ở đằng sau, nó hình tổ ong. Mình hay quen thuộc là Alienware đã lấy mất cái dép tổ ong của Việt Nam chúng ta đưa lên đây. Mình nói vui như vậy các bạn ạ. Ở đằng sau các bạn thấy là cổng sạc này, cổng HDMI này, cổng USB và thêm một cổng Type-C. Hai cổng này đều có tính năng là kết nối ra màn hình bên ngoài. Ở bên này thì vẫn còn là hốc tản nhiệt nữa các bạn ạ. Và hai cổng USB nhé. Ngôn ngữ thiết kế tối giản. Đằng trước thì các bạn thấy là không bố trí bất kỳ một cổng gì này. Khi chúng ta mở máy thì các bạn thấy nó thiết kế hơi chắc một chút giống như chiếc laptop truyền thống này để chúng ta mở máy đơn giản hơn này. Đó. Hơi chắc về đằng trước này. Ở bên này thì thêm một cổng USB nữa các bạn ạ. Và chúng ta sẽ thấy là một cái hốc tản nhiệt nữa. Và đây là cổng phone của mic với giao tiếp 3.5. Các bạn chú ý thì trên phiên bản trang bị chip Ryzen nó sẽ không có Thunderbolt 4 các bạn ạ. Mà nó chỉ được tích hợp cổng Type-C. Đây các bạn ạ. Cái này thì hơi thua thiệt một chút. Và với chiếc máy này thì các bạn không thể cắm thêm EarPool, cắm hình rời từ bên ngoài. Trên phiên bản Intel thì sẽ nâng cấp được các bạn nhé. À xin lỗi các bạn là cắm, ý mình nói là cắm qua một cổng Thunderbolt để mình có thể thêm một chiếc Vega từ bên ngoài nếu các bạn muốn tăng tốc xử lý cho chiếc máy này. Nhưng thực tế thì chiếc máy này là sức mạnh của nó cũng đã là ghê gớm rồi. Với CPU bên trong của nó 8 lõi 16 luồng cộng với RTX 3060 6GB trên nền tảng hoàn toàn mới. Đấy các bạn nhìn thấy là bên dưới của máy đây. Thiết kế này các bạn nhìn thấy này, những cái ô hình tổ ong, không khí sẽ được hút vào đây và tản nhiệt ra bốn cái góc này. Tính ra chiếc máy sẽ có bốn cái hốc tản nhiệt ra bên ngoài, nhưng các bạn chú ý là bên tay trái bên tay phải mà chúng ta có thói quen để đây thì nó phả hơi nóng ra, thì mình nghĩ là mùa hè khá khó chịu, thì mình đã cũng tư vấn trên rất nhiều dòng máy rồi, nhưng có lẽ chiếc máy quá mỏng. Mà các bạn biết là với các dòng như là M15, R1, R2, R3, R4 nó rất nóng các bạn ạ, thì có lẽ là phải làm như này để cho chiếc máy nó tản nhiệt tốt hơn. Hy vọng là trên dòng mới với dòng CPU thế hệ mới của Ryzen nó sẽ mát hơn rất nhiều. Còn đây là hai hốc loa này. Thông tin của sản phẩm của chiếc máy nó sẽ có hết ở đây nhé. Còn hai cái phần này thì để trên mặt phẳng, nó không bị cập kênh và tuần hoàn không khí làm mát cho máy tốt hơn. CPU các bạn sẽ nhìn thấy là Ryzen 5800. Con này có đến 8 lõi 16 luồng, xung nhịp 3.2. Rất mạnh mẽ luôn. Hôm vừa rồi mình test có điểm số lên đến hơn 2000. CPU càng khỏe, càng nhiều lõi, càng nhiều luồng sẽ hỗ trợ các bạn render càng nhanh. Các ứng dụng mà cần đến CPU thì nó chạy khủng khiếp luôn. Các bạn nhìn thấy này. Hôm vừa rồi là mình test chiếc Asus ROG các bạn ạ. Điểm số hơn 2000 luôn. Có lẽ chiếc máy này nó cũng sẽ ở mức đấy. À thấp một chút các bạn, 1973. Cũng rất ấn tượng đúng không ạ? Các bạn ơi, trên dòng RTX 3060 thì nó có kiến trúc hoàn toàn mới. Đó là kiến trúc Ampere. Và nó tích hợp thêm một cái lõi gọi là lõi Tensor. Và lõi Ray Tracing, Tensor là kiểu trí tuệ nhân tạo đấy các bạn ạ. Hỗ trợ các bạn làm đồ họa tốt hơn và chơi game mô phỏng tốt hơn. Đây các bạn thấy là điểm số mô phỏng của nó lên đến 132,98 FPS. Các bạn đều biết là các thế hệ CPU của Ryzen, họ đã làm rất tốt và nhiệt độ rất ổn định, rất mát luôn. Bây giờ chúng ta sẽ để chạy khoảng 15 phút nhé.
Vâng, thưa các bạn, bắt đầu hoạt động hiệu năng cao này, các bạn thấy là quạt trong máy nó đã hoạt động và các bạn có thể nghe thấy rất rõ đặc trưng riêng của các dòng máy gaming. Đó là quạt hoạt động thì chắc chắn là rất ổn nếu mà làm việc về đêm. Bởi vì hiệu năng của những chiếc máy nó rất cao và pin của nó ăn cũng hơn rất nhiều so với những dòng laptop tiết kiệm điện thông thường. Các bạn thấy là GPU 2 là cả màn hình đây, nhiệt độ cực kỳ mát 57 độ C. GPU 1 là CPU chỉ có 57 độ thôi. FPS chúng ta nhận được trung bình là 127. 1 2 3. Vâng thưa các bạn, thì với em CPU cực kỳ khủng này và Vega cực kỳ khủng thì việc các bạn dựng video 4K thì điều quá là bình thường luôn. Các bạn thấy nó chạy như mất trí luôn. Với một chiếc máy như này thì các bạn hoàn toàn có thể dùng để dựng phim. Tất cả các ứng dụng về ký xảo. 16 giây các bạn ơi, kỷ lục luôn. Vâng thưa các bạn, là tớ đang test thử game Tomb Raider. Be careful, the way into the site is full of traps. Các bạn thấy là loa rất là to. They're protecting something. Với tầm số quét của nó là 165Hz thì mình nghĩ cũng khá đủ để các bạn có thể chơi những tựa game. Một chiếc máy rất mỏng và khả năng tản nhiệt như này là chấp nhận được. Trong khi đó các dòng trước đó thì mình test tựa game này nóng lên trên 80 độ C, thậm chí là trên 90 độ. Với dòng CPU của Ryzen và phần cứng mới hơn. Các bạn ơi, các bạn có thể thấy là GPU 1 đó là con CPU này, nhiệt độ chúng ta ở mức khoảng 71 độ C rất mát. Và GPU 2 đó là cảm hình rời 78 độ C. Và các bạn thấy là với Ray Tracing thì các hiệu ứng về ánh sáng này các bạn có thể nhìn thấy rất rõ luôn. Và với lõi Tensor thì với trí tuệ nhân tạo nó sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều thứ trong việc các bạn chơi game cũng như làm đồ họa. Vâng thưa các bạn, chiếc thứ 3 đến từ thương hiệu cũng Đài Loan các bạn, đó là thương hiệu Acer. Những chiếc máy Acer thì các bạn thấy là bao giờ có phân khúc giá mềm như các dòng sản phẩm của Asus, nhưng được trang bị cấu hình cực kỳ mạnh mẽ luôn. Cũng một chiếc máy ở phân khúc giá dưới 40 triệu một chút, đó là chiếc Acer Predator Triton 500 phiên bản 2020. Và RTX ở đây chúng ta sẽ có là 2070 8GB. Nếu mà so với dòng máy thì thấp hơn chiếc Asus này một chút, nhưng trang bị CPU Intel, tại vì không phải ai cũng thích dòng CPU của AMD. Đó, và chất lượng màn hình cũng vô cùng tuyệt vời và trọng lượng máy của nó cũng cực kỳ nhẹ, 2 kg. Và đây là một trong những chiếc máy Ultrabook gaming và xếp vào phân khúc là di chuyển đi lại, có cấu hình vô cùng mạnh mẽ, vừa chơi game, vừa làm đồ họa, vừa dựng video cực kỳ ok ngon lành. Các bạn sẽ tham khảo qua bài đánh giá của mình ngay sau đây. Mời quý vị các bạn đón xem. Vâng, thưa các bạn, để trên bàn là chiếc máy chúng ta rất mỏng, nó chỉ mỏng 17,9mm và nặng 2,1kg các bạn ạ. Chúng ta sẽ có một logo Predator. Đây các bạn nhìn thấy này. Và khi bật máy lên thì nó sáng màu xanh rất đẹp luôn các bạn nhé. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Toàn bộ vỏ máy bằng hợp kim nhôm, CNC nguyên khối. Tản nhiệt được đường sau như này. Bên trong thì các bạn thấy là màu xanh trẻ trung, trục bà lê. Mình thử mở thử xem nào. Bà lê mở rất nhẹ các bạn nhé. Đây các bạn thấy là bàn phím của máy LED RGB cũng rất là đẹp luôn. À, đồ này của chuột, bấm rất sướng luôn. Các bạn thấy là những cái công nghệ nổi bật trên chiếc máy thì có hết rồi này. Mình để đây các bạn sẽ nhìn nhé. À, tí nữa giới thiệu một đây. Đó. Bây giờ mình giới thiệu bên ngoài trước đi. Phần bên trên thì các bạn thấy là hợp kim nhôm nhưng có vẻ như hơi dễ bám vân tay các bạn ạ. Có lẽ một chiếc máy này các bạn cứ lên bọc một lớp ni lông chống xước của chiếc máy là an toàn nhất. Vâng thưa các bạn, nhìn sơ qua thì mình đã thấy 4 cái hốc tản nhiệt thiết kế chiếc máy ra bên ngoài các bạn ạ. Đây các bạn thấy là hai đằng sau và đây là bên tay phải của mình cũng có tản nhiệt màu xanh trẻ trung, hai cổng USB 3.0, mini DisplayPort và cổng ThunderBolt để các bạn có thể kết nối băng thông ra bên ngoài với dung lượng cực kỳ lớn đấy, lên đến 40GB một giây. Cả hai cổng này đều giúp các bạn kết nối các tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài. Ở đây chúng ta sẽ có đèn tín hiệu của máy đang chạy và tín hiệu của pin các bạn nhé. Đằng trước thì một ngôn ngữ thiết kế phẳng và hơi vát một chút ở chỗ này, các bạn mở máy cũng cực kỳ đơn giản. Ở bên này thì thêm một hốc tản nhiệt nữa các bạn ạ. Mặc dù chiếc máy rất mỏng nhưng vẫn còn cổng LAN thì các bạn có thể dùng mạng nội bộ. Cổng LAN thì sẽ cho cái băng thông lớn hơn so với cổng Wi-Fi. Nếu mà đường truyền LAN tốt thì các bạn có thể cắm LAN thì nó ổn định hơn. Nếu mà các bạn cần dùng mạng tuyệt đối ổn định. Ở đây chúng ta sẽ có cổng USB 3.0, cổng HDMI, cổng phone, cổng mic. Các bạn thấy để riêng này. Đây là cổng sạc của máy và thêm hốc tản nhiệt này, 4 hốc tản nhiệt ra bên ngoài các bạn nhé. Hai cổng này đều là giao tiếp 3.5. Các bạn kết nối mic để các bạn có thể trò chuyện với bạn bè. Phone nữa các bạn nhé. Những phần này sẽ hút không khí này, bốn cái hốc này đẩy khí nóng ra bên ngoài này, hai hốc loa này. Thông tin của chiếc máy nó sẽ có hết ở đây nhé. Bên dưới nó có vẻ những thiết kế khá đơn giản các bạn ạ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lỗ nhỏ để chúng ta có thể reset pin này. Trong trường hợp mà máy bị treo thì các bạn cắm cái tâm vào đây, các bạn reset này. Ở đây thì tớ đang test qua phần mềm Fullmax, các bạn thấy là nhiệt độ của nó này
CPU ở mức khoảng hơn 67 độ. CPU thì nóng hơn, nó nhảy lung tung từ khoảng hơn 60. Như ở đây thì các bạn nhiệt độ trung bình của nó khoảng 67 độ C. Mình bật ở chế độ turbo lên, các bạn muốn mát hơn thì bật cái này lên. Với 6.000 vòng làm mát, 3 quạt tản nhiệt bên trong thì các bạn yên tâm là nó sẽ cực kỳ mát và có thể hạ nhiệt độ từ 5 đến 10 độ. Đây các bạn nhìn thấy biểu đồ bắt đầu xuống này. Nhưng mà nếu mà bật chế độ này lên thì các bạn thấy là rất là ồn, nếu mà ban đêm thì nghe rất là ồn luôn các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang dùng phần mềm CBM15R khá quen thuộc để test hiệu năng của CPU và GPU. Ở đây điểm số của CPU là 1075mAh, có 6 lõi 12 luồng 2.6. Các bạn thấy là điểm số của nó 1203 CB, rất phù hợp để các bạn chơi game và làm đồ họa. Các ứng dụng về lập trình tính toán thì đây là một CPU khá khỏe để các bạn có thể chơi game nhé, làm đồ họa cực kỳ ok, lập trình thoải mái. Đây, điểm số của em Vega 8GB là 132.58 FPS. 1 2 3. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang test trên phần mềm Adobe Premiere phiên bản 2020. Các bạn thấy là mình đang dựng video 4K. Chiếc máy này với sức mạnh thì miễn bàn luôn các bạn ạ, nó chạy thì nhanh như cha nha, mất trí luôn. Đấy, các bạn thấy chỉ mất khoảng hơn chục giây đã xong một đoạn video hơn phút rồi. 17 giây các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang test từ game Metro các bạn ạ. Game này thì có hỗ trợ tính năng ray tracing. Các bạn thấy là những cái hiệu ứng về ánh sáng và đặc biệt màn hình 300Hz thì cực kỳ phù hợp với các game thủ chơi những tựa game khó nhất, yêu cầu cấu hình cao nhất, những hiệu ứng tuyệt đẹp luôn. Và khung hình chuyển động lên đến 300Hz, tốc độ phản hồi 3 mini trên giây, rất cao. Các bạn thấy là FPS chơi game này thì mình đang để mức ultra cao nhất thì nó từ khoảng 50 đến 80. Chất lượng âm thanh tốt, màn hình thì rất đẹp. Vâng, thưa các bạn, là có hai chiếc máy của thương hiệu HP, đó là dòng HP Omen. Các phiên bản đó là 2020 được trang bị dòng CPU Ryzen và dòng CPU Intel. Đây là hai chiếc máy bán chạy nhất trong phân khúc gaming và đồ họa dựng phim. Đặc biệt vì phân khúc giá của những chiếc máy này không quá đắt, nó chỉ dao động 30 triệu đồng. Một trong những chiếc máy bán chạy nhất với thiết kế cực kỳ hiện đại, chất lượng màn hình ok, dòng CPU AMD cũng cực kỳ khỏe và dòng CPU Intel phù hợp cho các bạn lập trình, cũng như các bạn sử dụng các ứng dụng mà cần đến sự ổn định của dòng CPU Intel, thì đây cũng là một sự lựa chọn vô cùng tốt. Và thiết kế của máy nhìn nó cực kỳ lạ mắt và độc đáo luôn. Mời quý vị các bạn tham khảo và bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Độc lạ, các bạn sẽ nhìn thấy thiết kế mới hoàn toàn. Một viên kim cương màu xanh ngọc bích, logo của HP. Không biết tí nữa mình bật máy lên thì nó có sáng hay không. Và lắp lưng trên của máy làm hoàn toàn bằng nhựa các bạn ạ. Nhưng mà nhìn rất cao cấp đúng không, nó không bị rẻ tiền. Và lề này, thiết kế cũng rất là thông minh. Bát chéo như này. Hốc tản nhiệt cũng rất là đẹp. Để hết khí nóng ra đằng sau. Thể thao, rất thể thao luôn. Mình thử mở thử bản lề thế nào. Ôi, ngon các bạn ạ, êm ru luôn. Êm ru luôn. Có thể ngửa được như này. Các bạn ơi, trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 2,46kg các bạn ạ. Ồ, bên này vẫn có hốc tản nhiệt các bạn này, hai cổng USB này, hốc tản nhiệt này, mini display port này. Các bạn ơi, đây là cổng USB Type-C nha các bạn nhá. Các bạn biết sao cái hốc này nó lại hở như này không? Đó là bàn phím đấy các bạn ạ, nó không bị chạm phím vào màn hình. Các bạn sẽ thấy là mặt trước của nó là một mặt phẳng này. Không có bố trí bất kỳ một cổng tín hiệu nào đằng trước. Ở bên này là cổng sạc này, cổng LAN này, cổng USB này. Có ký hiệu tia sét như này là các bạn có thể cắm vào để sạc được mà không cần phải bật máy. Cắm cáp để có thể sạc điện thoại di động, máy tính bảng. Cổng HDMI. Cổng phone của mic được tích hợp chuẩn giao tiếp 3.5. Còn đây là đầu độc thẻ các bạn nhé. Ai chà, bên dưới của máy này. Lâu lắm rồi mình nhìn thấy một chiếc máy gaming của HP nó đẹp như này. Hai quạt tản nhiệt nhìn rất là to luôn. Cái hai cái này thì để trên mặt phẳng, nó sẽ không bị cập kênh mà nó tuần hoàn không khí, hút không khí vào, đẩy khí nóng ra đằng sau. Và thậm chí ở bên này có một hốc tản nhiệt như này nữa, đẩy vào hai hốc loa. À, các bạn sẽ nhìn thấy con CPU 8 lõi 16 luồng. Các bạn sẽ thấy tốc độ render của nó cực kỳ khủng khiếp luôn. CPU càng khỏe, càng nhiều lõi, càng nhiều luồng, nó hỗ trợ các bạn render càng nhanh. Cụ thể các bạn sẽ thấy là render một bức ảnh 3D cực kỳ nhanh luôn. Và khi bắt đầu chạy chế độ đồ họa thì các bạn nghe thấy là quạt bên trong máy bắt đầu hoạt động. Và tiếng quạt như này thì chấp nhận được, không quá ồn. Ái chà, biển số là 1846. Đây các bạn sẽ thấy là sự kết hợp giữa Vega ở đây thì chúng ta sẽ thấy là GTX 1660 Ti và cả AMD. Các bạn sẽ thấy là R7 4800H 6 lõi 12 luồng thực sự là chưa được tốt lắm nếu mà làm đồ họa mô phỏng.
bởi vì FPS chúng nó chỉ nhận được quả 91 thôi. Trong khi đó nếu mà kết hợp tốt với cả CPU của Intel chẳng hạn, nó kết hợp với GTX 1660 Ti, nó phải hơn 100. Các bạn ơi, mình chạy khoảng 10 phút thì nhiệt độ của CPU và GPU các bạn sẽ thấy là bắt đầu dừng. Và nhiệt độ của GPU ở ngưỡng khoảng hơn 60 độ. Và được cái quạt hoạt động khá ổn, khá êm. Trong khi đó thì GPU 1 ở bên trên thì có 62 độ. Nói chung nhiệt độ trung bình là trên 60 độ. Các bạn sẽ thấy là tựa game này có hình ảnh rất đẹp đúng không? Âm thanh của máy rất tốt luôn đấy. Màn hình của máy với tần số quét lên đến 144Hz và phiên bản cao cấp nhất thì là lên 300Hz các bạn ạ. Trên phiên bản là 10.000 1750H với cả RTX 2060 thì chiếc máy có giá bán lên đến 40 triệu đồng. Chất lượng âm thanh tốt, hình ảnh đẹp. Chất lượng màn hình của nó ngon như này cơ mà, độ sáng 300 nit cơ mà. Với game này thì chúng ta chơi nó khoảng trên 70 FPS, 70 hoặc 90 gì đấy. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm CPM 15G, phần mềm quen thuộc mình hay dùng để test điểm của CPU và GPU. Các bạn có thể thấy là em i7 đời 10 nó mạnh hơn đến 15% so với i7 đời 9. Chúng ta sẽ có điểm số là 1292 CB. Với RTX 2060 thì nó chạy đồ họa mô phỏng thì mình nghĩ chạy khá là mượt, 6GB cơ mà. Kiến trúc của nó là kiến trúc Turing và hỗ trợ Ray Tracing. Có nên là cái hiệu ứng về hình ảnh ánh sáng rất tốt để các bạn có thể dùng để thiết kế đồ họa, các phần mềm về kỹ thuật, dựng phim, dựng hình, vân vân. Em mô phỏng các bạn có thể thấy là chạy cũng rất mượt đúng không? A few moments later. Vâng, thưa các bạn, là FPS kéo lên khá là cao, 123,15 FPS. Các bạn yên tâm là dùng đồ họa mô phỏng chiếc máy này cày ngon lành nhé. Vâng, thưa các bạn, một thương hiệu đến từ MSI, một nhà sản xuất đến từ Đài Loan các bạn ạ. Đó là chiếc MSI GP66. Chiếc máy được trang bị i7 và đặc biệt là RTX của nó cũng được trang bị cấu hình cực kỳ ok với RAM 16GB, RTX 3060. Chiếc máy có phân khúc giá bán 40 triệu đồng. Chất lượng màn hình cũng như thiết kế cực kỳ hầm hố và đậm chất của gaming. Các bạn đều biết là dòng MSI nó cực kỳ nổi tiếng với những chiếc máy đồ họa gaming giá rẻ cũng như các cấu hình phần cứng cao cấp trên các dòng như GP hoặc GT. Đây là một trong những chiếc máy bán chạy nhất trong phân khúc dưới 40 triệu đồng để quý vị và các bạn có thể lựa chọn nhu cầu như vừa rồi. Bây giờ các bạn để xem bản đánh giá của mình ngay sau đây. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy GP66 của mình thì có trọng lượng tổng thể đó là 2,38 kg, gần 2,4 cân. Và thiết kế thì các bạn sẽ nhìn thấy nó là đặc trưng của MSI. Chúng ta sẽ có một logo con rồng ở đây và toàn bộ vỏ máy bằng hợp kim nhôm CNC nguyên khối. Và nếu mà nhìn hốc đằng sau thì tớ nhìn sẽ la lá giống những thiết kế của chiếc đó là HP Omen các bạn ạ. Đây này, đó, với hốc thiết kế của những chiếc siêu xe đến từ nước Ý chẳng hạn, Lamborghini. Và các bạn thì thấy nhìn thấy cái cổng được kết nối đằng sau. Đây là USB Type-C, cổng LAN và cổng HDMI, cổng USB. Những cổng này các bạn đều được kết nối đằng sau như này. Nó thiết kế rất thông minh và thổi hướng nóng đằng sau. Mình rất thích những chiếc máy có thiết kế như này. Và phần bật lê đấy các bạn thấy nó sẽ hơi nhô một chút lên như này. Đây, đó. Đây. Và các bạn thấy là mở cực kỳ êm ái luôn. Logo con rồng đặc trưng của MSI. Cánh phải của máy này các bạn thấy là vẫn bố trí một hốc tản nhiệt ở đây và thêm hai cổng USB. Đó, hợp kim nhôm hết. Và phần này thì nó làm kiểu như là để tản cho loa này. Đó. Đằng trước đây các bạn sẽ thấy là hơi nhô một chút về đằng màn hình để chúng ta làm gì mở máy nó đơn giản hơn. Đây. Hơi chuếch một chút về đằng màn hình. Đây. Và đằng trước đây các bạn thấy là không bố trí bất kỳ một cổng gì. À, chiếc máy này có đến 4 hốc tản nhiệt các bạn ạ. Thêm một cổng USB ở đây và cổng phone của mic được mạ vàng với giao tiếp 3.5. Ở đây đó là hốc loa này các bạn này. Ở bên dưới máy đây. Những cái hốc này sẽ hút không khí vào và đẩy khí nóng ra 4 hốc đằng sau. Chứng tỏ là chiếc máy này tản nhiệt cực kỳ tốt luôn. Nhìn các bạn nhìn thấy thiết kế bên trong của nó cực kỳ hầm hố luôn. Và những phần này để trên mặt phẳng mà không bị cập kênh. Vâng, thưa các bạn, chúng ta sẽ có một CPU cực kỳ khỏe, 8 lõi 16 luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy này, 10870H này. Đó. Vâng, thưa các bạn, là chúng ta sẽ có điểm số đó là 1228 CB, một điểm số rất tốt. Với dòng CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng sẽ hỗ trợ các bạn render và mọi thứ công việc về tính toán hoặc là chúng ta chơi game và làm đồ họa nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ test quả NVIDIA GeForce RTX 3060. Vâng, thưa các bạn, với bộ nhớ lên đến 6GB RD6 thì hỗ trợ các bạn trong việc đồ họa mô phỏng chơi game thì chắc chắn rất là tốt. Với RTX 2060, với Ray Tracing và lõi mới thì mình đã thấy nó rất là tốt rồi. Vậy thì với phiên bản mới thì chúng ta sẽ có điểm số nó tốt hơn, nhanh hơn 25%, sẽ hỗ trợ các thuật toán video 8K tốt hơn, xử lý kỹ xảo tốt hơn. Đây các bạn thấy là chạy cực kỳ mượt luôn. Ôi chào ơi,
161,42 FPS mọi người ạ. Cực kỳ kinh khủng luôn. Vâng thưa các bạn, với thế hệ Vega hoàn toàn mới và CPU khỏe, các bạn thì thấy là FPS chúng ta có thể kéo được 124 FPS. Đặc biệt nhiệt độ trong máy với mức khỏe như này, chúng ta sẽ có ở mức trên 50 độ C thôi. GPU ở mức khoảng 72 độ C và CPU chỉ mức 55 độ C. Đây còn chưa bật chế độ Combo 5 lên, chúng ta hoàn toàn ở chế độ gọi là tự động cho cái quạt thôi mà nó mát như này. 1 2 3. Vâng thưa các bạn, lần đầu tiên mình test chiếc máy có trang bị RTX đó là 3060. Thông số của nhà sản xuất thì nó nhanh hơn lên đến 25% so với phiên bản cũ mọi người ạ. Các bạn thấy là tốc độ render của nó cực kỳ nhanh. Đó, rất nhanh, rất nhanh. Được trang bị kiến trúc hoàn toàn mới. Chúng ta mất 22 giây. Vâng thưa các bạn, thì tớ đang test từ game đó là Battlefield 5 các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là tầng số quét của nó 144Hz với độ sáng 380 nits. Thì đây là một chiếc màn hình rất tốt với tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100%. Chất lượng âm thanh ổn với tần số quét 144Hz thì cái khung hình chuyển động của nó cực kỳ chính xác và cực kỳ nhanh. Các bạn thấy là CPU của chiếc máy, CPU của máy ở ngưỡng khoảng dưới 90 độ C, không được mát cho lắm. Bởi vì CPU có đến 8 lõi 16 luồng và đây là tựa game rất nặng. Các bạn thấy những hiệu ứng ray tracing, đây. Những hiệu ứng ánh sáng chơi game nó cực kỳ chính xác và cực kỳ đẹp. Vâng thưa các bạn, là mình đã vừa tổng hợp là những chiếc laptop gaming bán chạy nhất năm 2021 với tầm tiền đầu tư từ 30 đến 40 triệu đồng. Những chiếc máy này đều có chất lượng phần cứng nên các bạn đều đã xem rồi. Các bạn thích chiếc máy nào thì dinh các em nói về các bạn nhé. Và khi các bạn xem xong video thì các bạn thấy những chiếc máy này, cảm tưởng nó như nào, suy nghĩ các bạn ra sao về những dòng sản phẩm này, cũng như các bạn đã từng trải nghiệm những dòng sản phẩm này rồi, hãy để lại ý kiến của các bạn, bình luận của các bạn nhé, để cho khán giả biết. Rất mong mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách đăng ký kênh. Nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.